Hello tất cả anh em nha, và chào Monero quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugi đây. Và chào Monero quay trở lại với cái series mà Bisugi chơi đối chơi chân lý 16 này anh em ơi. Thì hiện tại là mình đang có mặt trên server BB nha. Và chọn hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách mà rất là nhiều người đưa ra ý tưởng cũng như là yêu cầu cho mình luôn á. Đó chính là chơi hết 3 sao x 3 quyền năng khổng lồ nha. Thì thật sự là trận này khá là hơn. Khi mà lúc đầu game là mình đã kiếm được 3 cái quyền năng luôn rồi anh em ơi. Nhưng mà mình roll vẫn chưa ra một con chơi gách nào cả. Con chó gát này là mình vừa đi chợ về mình nhặt được nha, chứ không phải là mình roll được nha anh em ơi. Lúc đầu game đến giờ roll gọi phải gọi là quá trời là đấu sĩ luôn rồi đó. Mình đã lấy cái búp đấu sĩ sẵn luôn đó nha anh em ơi, để mình làm chó gát luôn rồi đó. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa roll được một con chó gát nào, thật sự là khá là xui. Anh em biết tại sao trận này mình lại có đồ dễ như vậy không? Tại vì trận này là mình lấy cái hộp đồ là Pandora nha. Cái này nếu như mà anh em chưa biết á, thì có những cái mảnh đồ nhỏ hoặc là những cái mảnh đồ lớn luôn á nha, trừ gọi là thì vàng và trừ những cái món đồ mà ghép được từ thì vàng nha anh em ơi, là nó sẽ không đổi. Còn tất cả mảnh đồ nhỏ, tất cả mảnh đồ lớn luôn, nó sẽ đổi hết nha anh em ơi. Kiểu như là trận trước đó anh em có là kiếm bếp đúng không, gậy đúng không, nước mắt đúng không, anh em để ở trên sàn này là trận sau đó, nó sẽ đổi thành một cái mảnh trang bị mà hoàn toàn mới luôn nha. Hoặc là trang bị lớn là cũng vậy đúng không, giống bộ anh em có mũ đi hoặc là có kiếm tử thần đi đúng không, anh em bỏ trên đây ra sau là mất luôn anh em, mà chuyển thành một cái đồ hoàn toàn mới nha. Đây là một cái lợi thế rất là lớn khi mà anh em lấy cái hộp Pandora này. Tại vì đây là chỉ là một cái lỗi công nghệ bạc thôi nha anh em ơi. Bạc là cùi nhất, vàng là xịn, với lại là bạch kim là xịn nhất nha. Nên thật sự là cái này nó cũng ngon lắm. Thấy không anh em ơi, mình không có kịp ghép cái blue, cái là nó chuyển sang mất luôn đấy không anh em ơi. Nó chuyển từ nước mắt thành kháng phép, đai lưng thành cung gỗ nè. Ok, thì nếu như mà anh muốn làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook của mình. Mình có thể link ở phía dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận đó nha. Thì trận này anh em nào xem tới hay hãy đừng quên để lại đăng ký kênh nè, like nè, cũng như bấm cái chuông nha. Động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày nha. Thank you anh em rất là nhiều. Mình bật mí nhỏ nhỏ với anh em luôn, đó chính là gần 60% cái lượng người xem trên kênh của mình đó nha anh em ơi, là chưa bấm đăng ký kênh. Mình không biết anh em có quên hay không, nhưng mà nếu mà quên thì mình nhắc nhẹ nhẹ, nhắc sương sương nha. Anh em nào rảnh thì cứ ký xuống dưới đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Thật sự là nhìn những cái súp nhảy, nhìn những cái lượt la nó nhảy, thật sự là động lực nó lên cao anh em, mà rất là có hứng làm luôn. Mùa 6 này mình khô máu với anh em luôn á, mình sẽ cố gắng mình làm ra những cái siêu phẩm thật sự là chất lượng nhất ở mùa 6 này để gửi tới cho tất cả anh em xem. Nên anh em khỏi lo về cái độ chất lượng của cơ mình, cũng như là mình sẽ cố gắng cập nhật hết những cái meta mới nhất, hot nhất, và cố gắng hướng dẫn cơ bản anh em cách chơi như thế nào nha. Tại vì chắc chắn rồi, mùa 6 này sẽ có rất là nhiều anh em comeback lại game cũng như là nhiều anh em mới chơi á, nên mình sẽ chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi nha. Kênh mình thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi anh em ơi, đó chính là chỉ hướng dẫn cơ bản thôi chứ không có nâng cao nha. Nên anh em cũng thông cảm giúp mình nhé. Rồi chơi gách 2 sao nè. Con chơi gách này lên được 3 sao quá thì nó mới thật sự mạnh hơn em. Phải lên được 3 sao cơ. Lên 3 sao thì thật sự là cái kích cỡ đó nha, là nó đã bự hơn con 2 sao hiện tại rất là nhiều rồi. Nếu như mà so sánh kích cỡ giữa chơi gách 3 với là chơi gách 2 là nó một trời một vực. Chơi gách 2 nếu như mà đứng ở thang điểm từ 1 đến 10 nha, là tầm 5 điểm một cái đồ bự. Còn nếu như chơi gách 3 đó nha, là tầm 8 trên 10 điểm. Còn nếu như mà chơi gách 3 sao mà kết hợp đi chung với lại là 3 quyền năng khổng lồ nữa thì cái độ điểm là 10 trên 10 rồi, hoặc là có thể vượt hơn luôn anh em mà 15 trên 10 luôn, được chưa? Anh em thấy không? Chơi gách 2 mà nó biết bự rồi. Nhìn nó cũng ra gì về này nọ phết chứ bộ, có đùa đâu. Đó, hợp lý chưa? Mình sẽ slow roll chơi gách 3 sao ở level 7 nha. Tỷ lệ này thì ok nhất rồi. Hiện tại thì meta đối chơi chân lý này, mùa 6 này nó đang khá là loạn. Nhưng mà mình nghĩ là cũng tìm ra được vài cái đồ hình meta mà để giúp cho anh em leo răng rồi đó. Nên khi mà server Việt Nam này nó cập nhật mùa 6 là mình sẽ bóp cái meta luôn cho anh em nha, để leo răng. Tại vì mùa 6 này không leo răng nữa thì mùa nào leo răng anh em ơi. Mùa 6 này là cái mùa không rớt răng khi mà đánh hạng là thứ nhất nha. Với lại là không có gọi là dở. Thật sự là nó thẳng ra là mùa 5 là khá là dở, còn mùa 6 này thật sự là khá là hay. Anh em nào không chơi mùa 6 này là một cái mất mát là quá lớn ở trong cái trò này rồi. Ok, chơi gách này nó kẹp được một cái á. Mình phân tích sơ qua về cái bộ skill chơi gách cho nên là chưa biết nha. Thì chơi gách này nó có 3 móc nha anh em ơi. Móc 1 sao là nó sẽ tích được 10 cái stat kẹp nha. Móc 2 sao là 20 cái và móc 3 sao là 999 cái nha anh em ơi. Thì mỗi cái móc kẹp đó, mỗi một lần kẹp được á là nó sẽ cho con chó gách này 2% kích cỡ và 2% lượng máu vĩnh viễn nha, từ đây đến cuối trận luôn anh em ơi. Kiểu như là nó cộng dồn stat cắn á,
một stat cắn là được 2% máu và 2% kích cỡ. Nên thật sự là khi mà lên được chơi gách 3 nó càng kẹp, nó càng bự. Hồi bữa mình chơi một cái trận mà chơi gách lên gần 11.000 máu anh em à. Trận đó là chắc phải kẹp được mấy chục cái stat á, nó bự là gần bằng nửa cái map luôn và 11.000 máu nha. Anh em nào mà chưa xem á thì có thể bấm vào phần video của mình đã đăng ở trên kênh xem nha. Kênh của mình là đăng rất là nhiều video về đấu chân lý hàng ngày á. Anh em nào rảnh thì có thể bấm vào theo dõi ủng hộ. Thank you. Đội hình hiện tại của mình là khổng lồ, đấu sĩ và đột biến ha. Cái hệ khổng lồ này thì cũng còn rất là nhiều anh em thắc mắc luôn á. Đó chính là nó chiếm 2 slot cho anh em ơi. Một con khổng lồ là chiếm 2 slot. Là con Chagat này bỏ vào là mất 2 slot. Con Galio và con Sun là cũng vậy. Tại vì ba con này là ba con khổng lồ nha. Nhưng mà khổng lồ nếu như mà kích được cái búp đó nha anh em ơi, thì nó sẽ khá là lợi thế. Tại vì nó vừa là kháng được tất cả mọi hiệu ứng nha, từ stun bất động hay là câm lặng hay là giảm mana các kiểu luôn á. Nó kháng được mọi hiệu ứng anh em à, và cũng như là được giảm sát thương từ mọi nguồn nữa. Nên con Saiyan nè, Galio nè hay là Chagat nè, khi mà đi chung với cái hệ khổng lồ này á, là nó rất là trâu luôn, trâu một cách vô lý luôn á. Đây, một kẹp là một cái stat. Thật sự là con Chagat này khi mà cầm ba cái quyền năng này á thì nó kẹp khá là dễ anh em ơi. Tại vì một cái stat này á nó tăng nhiều đam lắm. Nó tăng nhiều đam lắm anh em ơi, nó vừa tăng dép là trâu nè, nó tăng kháng phép cũng trâu nè, nó còn tăng thêm đam với lại là tăng sức mạnh skill nữa nha. Nên nó càng tích nhiều á thì kẹp nó càng dễ. Thật sự là khi mà mình cầm Chagat lên full tăng á thì có những cái điều sau đây nó rất là thường xảy ra. Thứ nhất á là cái trận đấu đó nó quá lâu. Thật sự là những cái đồ hình nào mà full tăng đấu với nhau ở cái mùa này á là phải là hò liên tục anh em à. Cái trường hợp thứ hai á, Chagat full tăng á là nó sẽ kẹp hụt liên tục nha. Anh em nào mà đã chơi Chagat full tăng rồi thì nó sẽ hiểu cái cảm giác cái đầu xanh nhìn nó kẹp hụt đau đớn biết chừng nào. Với lại là nhìn nó cay lắm anh em. Đang kẹp mà kẹp hụt à. Thứ kẹp hụt là có thể là có hai trường hợp. Kẹp hụt cái lúc mà nó gần chết á, bị người khác KS. Còn trường hợp thứ hai là cắn không có đủ đam. Mình thường là bị trường hợp thứ hai nhiều hơn anh em ơi, cắn không có đủ đam. Còn bị KS thì rất là hên xui nha. Ok, Mundo 2 luôn rồi nè. Cái hệ đột biến thì thật sự là nó có 6 cái nội tại khác nhau nha. Đây là một cái lưu ý mà mình nghĩ anh em nên chết mỗi khi vào trận. Tại vì mỗi trận á là cái họ nội tại đột biến á nó sẽ khác nhau, nên tùy thuộc vào trận đó anh em nên chơi đột biến hay là không nha. Và khi mà chơi đột biến á là anh em nên chơi cái con gì carry nữa nha. Tại vì 6 cái nội tại đột biến đó là nó lại thích hợp cho từng con carry đột biến khác nhau nha anh em ơi. Giống như là cái nội tại đó nó ra cái gì đó mà phù hợp với cốc mo nè, hoặc là phù hợp với Chagat nè, hoặc là phù hợp với Mayaha các kiểu á, thì anh em sẽ nên chơi cái con đó nha. Và anh em nên chết cái hệ đột biến này mỗi khi vào chọn, tại vì nội tại nó sẽ đổi theo từng chọn nha anh em, chứ không phải từng rau nha. Có nhiều anh em hỏi mình là anh em vẫn chưa biết hay sao á, đột biến là thay đổi theo từng chọn anh em ơi, chứ không phải là từng rau nên nó thay đổi nha. Nếu như gì là lộn quá đúng không, một rau đổ một cái nội tại thì ai biết đường nào mà lần một chọn nội tại nha. Rồi hiện tại là mình đang có 5 con Chagat rồi nè, không có Neko anh em à. Trận này thì lúc đầu game mình cũng không có ra ngoại binh đó, mình cũng không có chơi luôn. Nếu mà ra thì mình cũng chơi rồi, ấn đột biến luôn à. Chờ nãy giờ đó anh em ơi, chờ nó ra đun đồ từ nãy giờ đó. Đây là một cái lợi thế rất là lớn khi mà anh em biết cái lỗi công nghệ Pandora nha. Cái lỗi công nghệ này nếu như mà nó chưa biết đó nha, là nó có tận là 143 cái lỗi công nghệ khác nhau. Sự rất là nhiều luôn á. Và có ba mốc là mốc bạc, bạch kim với lại là vàng. Bạch kim là xịn nhất nha, bạc là cùi nhất, vàng là bình thường. Hồi nãy giờ mình nghĩ là chắc Chagat nó cũng kẹp được tầm mười mấy cái stat đó em ơ. Một cái stat thì được 2%. Nãy giờ nó cũng bự thêm được nhiều đấy. Chagat ơi, ra đi nào bạn ơi, đừng có trốn nữa. Khi mà chơi cái build đồ này mình không biết là mình top 1 được hay không nha anh em. Tại vì ở bên server BB này người ta đánh cực kỳ ghê luôn, cực kỳ căng thẳng luôn á. Nên nếu mà muốn top 1 qua là mình thường là phải chơi đồ hình chuẩn, build đồ chuẩn, hoặc là làm tướng mà 3 sao carry như là đồ chuẩn đó nha anh em ơi, hoặc là tướng 5 vàng thì mới mong được top 1. Chứ thật sự là nếu mà làm đồ dị ở bên đây thì cái tỷ lệ top 1 nó hơi thấp á. Tại vì bên đây anh em đánh phải gọi là toàn thách đấu, toàn đại cơ thủ ở đây test mùa mới không mà đánh trận nào cũng như đánh răng anh em. Đau đầu thật đấy. Không đùa. Kẹp được hai cái nha. Ngon. Kẹp thêm cái nữa. Ui,
Anh em thấy không, khi mà chất gách đi chung với hệ khổng lồ với lại là nó tích cái stat ba cái quyền năng á, châu vải trưởng á. Ui. Châu cực kỳ luôn, coi kìa. Coi kìa. Ui. Người châu đi tới nhau. Nguyên team bạn đánh cho gách mà châu thật á anh em ơi. Riêng nãy cái trận này là nó kẹp được 4 cái stat luôn hay sao á. Tăng được thêm 8% kích cỡ nha. Ui. Giờ quả nào mình lên được 3 sao thôi chứ. Chơi gắt đâu rồi, không ra à. Này cũng có đâu ai dành chơi gắt đâu ta. Sao level 7 mà toàn nó tướng 5 vàng trời. Cho tạm cái này vào bù đam đi anh em. Thật sự là cái độ hình mà khổng lồ đột biến này là mình mới chơi cái lần là lần đúng lần thứ hai nha anh em ơi. Lần thứ nhất là mình chơi ở lúc đầu mùa. Là mình chơi cái độ hình Maya hay carry đi chung với đột biến và đấu sĩ khổng lồ nè. Còn lần thứ hai là trận này. Nên mình thật sự là không biết là con nào nên carry với lại kịp với đồ hình nào với đồ này cho nó đúng á. Nên có gì chơi gà cũng mong anh em thông cảm nha. Ui ông này cầm giáp gai vuốt rồng kẹp không chết được kìa. Ui cầm hụt kìa thấy không. Cái chiêu kẹp của con chó gách này nó delay gọi là y hệt như trong cái liên minh luôn á. Khó chịu thật sự. Ông này thì dắt vàng dắt đồ à. Sắp ra Viga luôn rồi. Ok ok. Chơi gách 3 sao ít 3 quyền năng cho nó máu luôn. Không nói nhiều. Level 8 luôn đi anh em. Rồi. Giờ muốn mà kịp 5 đột biến á là phải một là bỏ dinh ra, còn hai là phải lên level 9 luôn. Khó nhờ. Cặp hụt nữa kìa anh em, khó chịu chưa. Hộ cho gách con hết thiệt luôn quá trời. Thiệt luôn á. Kẹp cái nè. Nice. Ui cái trận này xui á đi mà cái trận này mà hơn nó là nó ra cái lỗi công nghệ kia kìa. Cái lỗi công nghệ mà khổng lồ á, khi mà khổng lồ xuống dưới 60% máu á là bất tử vài giây nè. Xong rồi xuống dưới 30% máu nữa là bất tử vài giây nữa. Là nếu mà anh em lấy được cái lỗi công nghệ đó nha, là một trận mấy con khổng lồ bất tử được 2 lần liên tục như năm ơi. Anh em nghĩ đi. Nó đã trâu vắt cái đái rồi, máu nó cũng đã nhiều vắt cái đái rồi mà một trận nó được bất tử 2 lần ở mốc 60% máu và mốc 30% máu nha. Cái lỗi công nghệ đó mà anh em có thì anh em nên chơi là khổng lồ mà carry nha. Mà khổng lồ carry thì mình chỉ có thấy được con Saiyan với lại là con Chagat thôi chứ. Con Galio lại bỏ vào kích búp. Cái Galio skill nó không có đam anh em á. Nó lấy kích búp với lại là lấy hiệu ứng CC đó chứ carry là carry không nổi đâu. Chơi gắt, biến bự cho mình xem nè bạn. Con đường không đây, con đường không đây. Kẹp rất là lực nha. Kẹp được liên tục qua đây mà. Ui, kẹp liên tục qua đây mà. Nó bự quá, nó mất cái thanh máu luôn rồi. Ui, nó kẹp liên tục kìa em. Ui. Ui mẹ, chó gách này nó bị điên rồi. 20.000 đam, gần 21.000 đam kẹp ít nhất là phải 4-5 cái stat nha. Nó bự quá, nó che mất cái màn hình của mình luôn. Chó khách bay quyền năng có khác, cái này mới vừa trâu vừa có đam vừa mạnh. Ảo thôi đấy, mạnh thật à. Wow. Hôm nay sắp ra cái con Viga rồi nè.
Khó nhờ. Ủa anh em, trời ơi, ai cũng gì khổng lồ, ai cũng gì khổng lồ. Còn 4 5 đứa mà hai ba ông có gì khổng lồ rồi thì chuyện ơi, thiện cho gắt này sống với ai trời, khổ ghê đấy. Còn được anh em, chơi khách này nó bị điên rồi, con chơi khách này nó bị điên rồi. Mình còn 19 máu à, giờ mình chỉ cần thua đúng một trận là cúp nha anh em ơi. Thua một trận mà kiểu như là ở rau 6 chấm á, và thua nguyên sàn á thì cúp luôn. Còn nếu như mà thua một trận mà thua ít á thì vẫn ở lại được. Ủa mày sao cô 3 sao gì khổng lồ nữa, con này thì giác vàng hơi khó nhờ. Eco 3 luôn kìa, cô bạn cần cặp giáp lửa nữa. Cái giáp lửa là khắc chế đấu sĩ cũng khá là ngon nha em ơi, tại vì giáp lửa là đốt theo phần trăm máu á. Nhưng mà đang phân vân là không biết nên roll dinh 2 hay là lên level 9 nè. Khó nhờ. Sắp dinh ra qua đây cho khỏi bị giết anh em ơi. Chỉ cần con dinh nó nhảy xuống nó đốt được với cái quỷ thư với cái nội tại của nó là đã có một đống đam rồi. Đấy, combo luôn. Chơi gắt nó biến bự bự quá, nó mất cái màn hình luôn rồi anh em ơi, nó mất cái thanh máu luôn. Coi kìa. Anh em thấy cái thấy con dinh nó đứng ngay cạnh chơi gắt đông bằng bằng cái đuôi à. Con dinh đúng bằng cái đuôi con chơi gắt luôn. Đúng bằng cái đuôi luôn anh em. Chứ bằng cái gì nữa? Bằng đúng cái đuôi. Cái này muốn bỏ Kai'Sa vào cũng không được ha. Bỏ Kai'Sa vào thì mình không chơi dinh là bỏ Kai'Sa vào được, nhưng mà dinh đang có đột biến cũng ngon mà, đâu phải là yếu. Mà lên được level 9 thì chắc là kẹp thêm tướng 5 vàng là đẹp nhất. Còn được không đây? Ui ông này mạnh quá. Ông này quả Psycho cầm gì khổng lồ này, nó chặt cho gắt như chặt chó đi. Nó chặt chặt cho gắt như chặt chó. Còn đúng một máu nè. Khó nhờ. Phải một round nữa mình mới đủ lên level 9. Cố gắng lên một round thôi mà. Đừng có gặp lại cái ông kia được nha, đừng có gặp cái bạn ảo, cho gặp cái ông top 1 đi. Ủa ông top 1 cũng cặp gì khổng lồ nè, chán chưa. Mình thì đội hình không có kháng phép nha anh em ơi, mà ông top 1 có phép á. Mà được cái là Galio của mình có nổi xét nè, khắc chế cứng mấy ông xài phép. Thắng được không đây, đi. Ủa mì gì đây, chịu anh em ơi, vừa gặp gặp tiếp à. Thầy gặp cái ông kia mình lên được level 9 đi. Ủa này thua rồi, chịu anh em ơi. Con đuổi không đây, biến bự. Ok, đứng dưới chân cho gái luôn á. Chịu anh em nha. Ok, và GG tất cả anh em, tạm biệt em. Bye bye.